Chào các bạn, video lần này sẽ hơi khác một chút. Đây là Bullet Hell Artistry, một cuộc thi của server Bullet Hell Engine. Trong đó mọi người tham gia làm một kịch bản Damaku ấy. Có lần phải đại trưởng ở đây này. Đây cuộc thi lần thứ ba của server. Chủ đề lần này là Unexpected Mastermind. Hai vì lý do đó. Mục đích là tạo một kịch bản Final Boss cho những nhân vật ở Stage 1, 2 và 3. Tất cả một trong những nhân vật này. Và nó diễn ra từ ngày 16 tháng 1 đến mùng 1 tháng 3. Tức là nó mới kết thúc 4 tiếng trước. Cho mình biết thì cuộc thi lần đầu có 2 người tham dự rồi. Lần thứ hai thì có 13. Nên mình nghĩ nha, cứ chơi thử đi. Nhưng mình không ngờ là lần thứ ba này có 24 người tham dự. Nên mình đã dự định chơi rồi kìa. Mình không phải chơi một nửa rồi bỏ. Và chắc chắn cái này sẽ tốn rất nhiều thời gian đấy. Chắc chắn mình không chơi xong được trước Ray tay sai đâu. Vậy nên nếu có ai đang theo dõi series kia của mình thì xin lỗi. Mình không drop nhưng nó sẽ ra chậm hơn một chút. Xíu 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 nữa. Giờ mình phải đợi đống này tải xong. Ok, đầu tiên là Exrumia của Numinous. Đây là kịch bản đầu tiên của người này. Và nếu bạn từng dùng Damaku Full rồi thì bạn sẽ biết là trong đó nó có một cái kịch bản quyết định Exrumia. Y hệt là kiểu meme ấy. Từ đó phát triển thành một kịch bản hoàn chỉnh thì cũng thú vị ấy. Đấy, này cũng y hệt luôn. Ok, ta sẽ bắt đầu. Rainbow. Thật lên. Oh no, what the fuck. Ok. Này. Gì đấy? Ok. Gì? Em muốn làm gì? Ok, what the fuck. Không cần đi phải không đi chỗ nào lắm. Ok, nó spell nữa này. The fuck. Mình phải làm gì? Cái này á. Dọc quá. Mình không biết phải làm gì đoạn đấy. Thật luôn. Hả? Vẫn chết. Thế vẫn chết. Không. Cái này không bắn được. Làm sao nhỉ? Quậy. Gì ấy, gì ấy? Làm gì? Phải làm gì? Mày được, đừng nói nè.
Làm gì cái này? Mình thề có... spell cuối. Và... con người... con người quên nút nạc rồi. Đấy. The fuck? Mỗi lần mình ấn Z. Xong kìa. Thật luôn. Khá ổn. Cho một kịch bản đầu tiên. Đừng mà không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nó. Xem nào. Mình thử Marisa mà. Ok, nạc thay đổi à? Sao nhỉ? Phải bị Marisa đi nhanh lắm. Công nhận là nạc rất thú vị. What the fuck? Hiểu thiết. Nãy giờ mình chưa dùng bom lần nào vậy? Middle này. À. Nào. Cái này đuổi mít đỏ ra. Mình chạy rồi. Phải tránh này kiểu gì? What the fuck? Thật luôn.
Ok, spell cuối. Dụ. What the fuck? không 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 ok chân lượng ấy 8/10 xem chơi tốt không.